Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 18 tháng 3 năm 2018. Chúng ta học tiếp phần lộ cận tử. Trước khi học phần số 2, tức là lần trước chúng ta học động lực và tử tâm rồi, thì trước khi đó thì sư cô xin ôn lại chút. Thì như chúng ta biết đó, cái khi mà nói đến lộ cận tử tức là hấp hối. Và khi hấp hối như vậy đó thì chúng ta sẽ chia ra làm hai loại. Tức là một cái loại mà cái khi mà hấp hối đó chết rồi đó còn tái sanh nữa. Còn một cái lộ mà khi hấp hối rồi đó thì chấm dứt cái sự sống nhưng mà không còn tái sanh nữa. Thì cái đó nó gọi là lộ viên tịch, dành cho những cái bậc mà đắc cái đạo quả ở cái tầng thánh cuối cùng. Còn cái tầng thánh mà thứ ba thì sẽ giải thích sau. Thì như vậy là nó sẽ chia làm hai loại, một loại còn tục sinh rồi một cái loại không còn tục sinh. Riêng về cái loại mà gọi là cái lộ cận tử mà còn tục sinh đó, thì chúng ta sẽ chia làm hai. Tức là cái lộ cận tử tục sinh mà nó thông qua cái lộ ngũ đây, thông qua cái ngũ môn. Và một cái loại thứ hai là thông qua cái ý môn. Thì như chúng ta biết là cái hoạt động tâm thức trong cái đời sống chúng ta đó thì nó đi qua sáu căn, mà sáu cửa của nó gọi là sáu môn. Và khi nó hoạt động ở nơi sáu cái sắc thần kinh, nó đi trên cái sáu căn này, khi nó hoạt động như vậy thì ta gọi nó là sáu vật. Tức là nó có ba cái chữ này: căn, môn, vật. Cái này chúng ta học rồi thì chỉ ôn lại cho nhớ thôi. Như vậy là cái căn, môn, vật thì như vậy đi qua cái lộ ngũ và qua cái lộ ý, đó là cái hoạt động cái tâm thức của chúng ta đời sống trong cái đời sống hàng ngày. Và tất cả những cái hoạt động tâm thức đó khi nó diễn ra thì nó sẽ diễn trên tất cả những cái hệ thống thần kinh của chúng ta: thần kinh mắt, thần kinh tai, thần kinh mũi, thần kinh lưỡi, thần kinh thân. Và ngay cả sắc ý vật nó cũng là cái dạng thần kinh đặc biệt của nó. Vì vậy mà chúng ta hiểu rằng cái hệ thần kinh là cực kỳ quan trọng khi chúng ta sanh ra đời. Và hệ thần kinh của mỗi người là nó do quả nghiệp của mình. Thí dụ như bây giờ mình nói ngày hôm nay đi, tại sao trong cái giới thứ năm đó là cấm không có cho mình ăn uống, ăn uống hay làm bất cứ một cái gì mà nó làm cho cái tâm của mình nó bị mê mờ. Là bởi vì khi mà nó mê mờ đó, là sư cô có thường hay dùng một cái thí dụ á, là cái người uống rượu và cái người nghiện á, người nhất là người uống rượu thì ngâm cái hệ thần kinh của mình trong rượu. Nói như vậy có nghĩa là gì? Là nó muội lượt và nó suy yếu. Vì vậy cái người này khi mà tái sanh bất cứ cảnh giới nào đó thì cái cơ cấu trong cái sắc pháp của họ, cái hệ thần kinh của họ nó không có nhạy bén, nó muội lượt. Thành ra đần độn không biết bao nhiêu kiếp. Và ngay cả đó, khi mà mình ăn uống bất cứ một cái gì đó, mà nó làm cho mê muội hoặc là thọ hưởng cái dục lạc thế gian này mà nó quá độ. Ví dụ như nằm trong cái giới tà dâm chẳng hạn vậy. Thì khi mà nó quá độ như vậy đó, nó cũng làm cho cái thần kinh của mình bị muội lượt. Nó mê. Khi mình hưởng cái gì mà nó quá cái mức cho phép thì mình gọi là mê. Hoặc là mình say mê, hoặc là mình say đắm, hoặc mình đắm đuối, hoặc mình đam mê. Thì tất cả những cái từ đó nó đều là liên quan tới cái hệ thần kinh của mình. Và khi nó muội lượt như vậy đó, thì nó tái sanh đó. Cái lúc mà tái sanh đó thì cái lúc mà cái tinh cha quyết nghĩa gặp nhau rồi cái hương ấm, tức là cái thức tái sanh nó phối hợp lại đó, thì trong cái phối hợp đó cái dòng nghiệp của nó đi qua thì tất cả những cái hệ thần kinh này nó đều là in cái dấu vết của nghiệp cả. Thành ra nó suy yếu hay không là do mình. Cho nên nhiều người đó, khi người ta không hiểu biết đó, người ta cứ nói thế này: già rồi còn học chi, học dữ vậy. Thấy không? Đó là một cái câu nói mà chặn con đường tiến hóa của mình về mặt trí thế gian cũng như mặt trí tâm linh. Sư cô đi ra nước ngoài, sư cô thấy người Việt Nam mình có cái hay thế này. Có nhiều vị bây giờ hưu trí rồi,
Thu Trí là cũng nam thì cũng phải 68 tuổi, còn nữ là 65 tuổi. Thì sư cô thấy nhiều người bây giờ đang cặm cụi làm cái luận án tiến sĩ, sư cô rất là mừng. Và khi thấy như vậy đó thì sư cô nói là quý quá, không thể nào tưởng tượng được. Dẫu cho cái bằng tiến sĩ này nó chỉ là một cái pháp thế gian thôi, nhưng cũng hết sức là quý báu. Tại sao? Vì người ta luyện cho người ta được sắc bén. Cái sắc bén đó nó sẽ in dấu trên cái sắc thần kinh. Và như vậy nhiều đời, nhiều kiếp mình sanh ra đó, về mặt trí thế gian, ta nói cái gì biết cái đó. Còn quý vị để ý đi, khi quý vị vào trong bếp làm việc hoặc làm việc bất cứ ai đó, quý vị thấy cái sự mê muội nó hiện ra chỗ này, nó nằm trong cái tưởng. Mình nói cái này họ nghe qua cái khác. Tại sao vậy? Tại vì họ không chấp nhận cái mới, mà họ chấp nhận những cái kinh nghiệm đang có. Cho nên khi nghe thì cái tiếp nhận có một chút xíu thôi, rồi mới lấy cái tưởng của mình đưa ra, cho nên là không có hợp tác làm việc được. Và cái đó có bao giờ mình nghĩ rằng đó là sự mê muội của mình? Tại vì mình cứ nói rằng học chi học hoài, học không ích lợi gì cả. Sao lại không ích lợi? Có một cái câu chuyện kể về cái ông nội với lại cái đứa cháu. Thì cái đứa cháu nó thấy ông nội đó có mấy cái cuốn sách cũ, mà cứ rảnh rỗi là ông nội lấy ra đọc đi đọc lại, mà đọc tới đâu á thì cứ cười rồi gật gù của mình vậy. Thì bữa hôm đó là ông nội không có ở nhà, nó mới lấy sách ra nó đọc. Thì nó chả có hiểu là nói cái gì ở trong đó hay ho, mà thấy ông nội cứ gật gù rồi cười của mình hoài. Thì bữa đó nó mới nói với ông nội nó vậy: ông nội ơi, con thấy mấy cái quyển sách ông nội nó đâu có cái gì hay đâu, con đọc con chẳng hiểu gì hết, mà không biết tại sao ông nội đọc hoài vậy. Ông nội nó nói thì ông nội cũng phải tìm thấy cái gì ông nội mới đọc chứ. Thì bữa đó ông nội nó mới nói thế này: con đi ra ngoài sông đó, con xách nước vô cho ông nội. Thì ông nội mới có cái giỏ mây mà để đựng than. Thì ông nội mới nói là: con xách cái giỏ than đi ra ngoài chỗ bờ sông, con đổ xuống đi rồi con lấy cái giỏ đó con xách nước vô. Thì nó nghe lời, nó ra ngoài đó nó đổ than ra, rồi nó xách nước lên. Thì vô là nước nó cứ chảy ròng ròng như vậy, nó không có cái miếng nước nào hết á. Thì ông nội nó nói là phải trở ra và xách cái nước nó vô. Thì nó nghĩ trong bụng vậy, chắc hồi nãy mình đi hơi chậm cho nên nước nó mới đổ ra hết, nên bây giờ mình phải chạy cho thiệt lẹ vô. Thì thiệt lẹ vô thì nước nó cũng chảy. Rồi ông nội nó mới nói gì: phải đi nữa, phải lấy nữa mới được, còn không lấy nữa không được đâu. Thì nó ra lần này nó chạy hết tốc độ, thì nó vô nước cũng hết rồi. Nó mới nói: ông nội ơi, không thể nào như vậy đó, để con lấy cái thùng. Thì ông nội cần bao nhiêu á, con xách nước trong thùng. Chứ bây giờ ông nội biểu lấy cái giỏ mà đựng nước như vậy thì thiệt tình là không có lấy nước được. Con chạy hết sức con rồi, không lấy nước được. Thì ông nội nó nói là: ông nội muốn con lấy nước bằng cái giỏ này, chứ nếu lấy nước bằng cái thùng thì ông nội nó có nói làm chi. Nó mới nói thiệt là kỳ lạ, làm sao mà có thể nước đựng trong cái thùng được mà ông nội nói. Thì ông nội nó mới nói vậy: hồi nãy con xách cái giỏ than của ông nội ra con đổ ở ngoài đó, thì cái giỏ than nó khô ướt, nó nói khô queo à. Rồi con nhúng như vậy 3 lần rồi đó, thì con chạy hết tốc lực vô đây cũng không có nước. Nhưng mà ông nội nói con coi kỹ rồi đi, lúc mà con đổ than ra đó, rồi con nhúng cái giỏ xuống á, thì cái than nó trôi rồi. 3 lần bây giờ con dòm cái giỏ than này nó sạch ra là không sạch. Thì con đọc sách cũng như vậy đó con, không phải cùng một lúc con có thể đông đầy tất cả những cái sự hiểu biết trong tâm của con, nhưng mà ít ra đó con cũng nhúng xuống nước. Cái sự hiểu biết đó nó sẽ tẩy sạch cái sự ngu dốt của con đi. 1 lần, 2 lần, rồi 3 lần và nhiều lần nữa. Nhưng giờ tới lần thứ 3 con có thấy cái giỏ nó sạch không? Nó nói dạ con thấy. Quý vị thấy rõ chưa? Thành ra khi mà người ta chỉ là một cái chủ nghĩa thực dụng không đó, một cái chủ nghĩa thực dụng không, thì người ta không thể nào người ta có thể hiểu được cái giá trị về cái vấn đề tâm thức cả.
Cho nên á, cái tuổi tác nó có thể làm mình chậm lại. Nhưng mà tuổi tác không có nghĩa là cái tâm mình không bén nhạy. Quý vị nhớ khi sư cô giảng về cái tham sân si, sư cô có nói là cái tâm tham sân si của mình nó trẻ mãi không già. Thì ngược lại những cái pháp bất thiện của chúng ta vẫn trẻ mãi không già. Như vậy tại sao chúng ta không có rèn luyện cho cái tâm chúng ta bén nhạy? Cái thể xác này có thể mòn mỏi, có thể tiêu hoại, nhưng tâm chúng ta vẫn bén nhạy. Nhưng mà có người đó đã làm cho cái tâm của mình không những không bén nhạy mà nó còn trì trệ, nó còn bệnh đau, nó không cất mình nó lên dậy nổi. Đó là những người hay buồn, hay khổ, hay giận, hay hờn, hay tích lũy những cái pháp bất thiện trong tâm để nó đưa đến tuyệt vọng, đưa đến trì trệ, đưa đến tự sát nơi cái quỷ hoại, nơi cái đời sống của mình. Thì đó là cái mà chúng ta làm cho cái hệ thần kinh chúng ta suy sụp, và nó đưa cái tâm chúng ta tới cái chỗ bế tắc. Chứ còn tất cả những cái học ở trên thế gian này, từ cái chuyện mà chúng ta học cái nghề nghiệp cho đến những cái sinh hoạt nhỏ nhặt trong đời sống hàng ngày, đều giúp ích cực kỳ lớn lao cho cái hệ thần kinh của chúng ta. Còn nếu như chúng ta còn nghiên cứu học hỏi về tâm linh nữa thì cái độ bén nhạy của nó không kể xiết. Và bao nhiêu A Tăng kỳ tiếp thì chúng ta đây mới có thể tu thành tựu được chứ, tri văn, tri tư, tri tu chứ. Còn chúng ta mê muội cho đến độ nghĩ là mình hạ thủ công phu trong đời này mình thành Phật, chuyện đó dành cho người ở kiếp cuối. Mình tự đặt mình vào kiếp cuối xem có được hay không, và nhận thức cho rõ đi để biết rằng là chúng ta luôn luôn phải học hỏi, phải gìn giữ cái hệ thần kinh của mình. Trong cái ăn, cái uống, trong sinh hoạt, trong cái thọ hưởng, tất cả những thứ dục lạc trên thế gian này, biết ngừng lại ở cái mức độ cần phải ngừng. Thấy chưa? Cho nên phải biết cái điểm dừng đó để làm gì? Nuôi dưỡng cái hệ thần kinh. Còn nếu chúng ta không biết cái điểm dừng đó thì chúng ta đi trong cái sự say mê của mình, trong cái đam mê, trong cái đắm đuối của mình. Và mình cứ ngỡ rằng mình đi tìm cái tuyệt đỉnh của hạnh phúc, nhưng nó chỉ là đi tìm một cái sự thỏa mãn. Và sự thỏa mãn này nó nằm trong cái tâm tham. Tâm tham này thọ hỷ, tâm tham này thọ lạc. Và cái thỏa mãn này không bao giờ có đỉnh điểm, không bao giờ có đụng trần, và không bao giờ nó chìm xuống mà nó có cái đáy. Cho nên nó làm cho cái tâm mà thuộc về tham thọ hỷ thọ lạc này, nó luôn luôn nó chới giới, nó luôn luôn nó chới giới, nó luôn luôn nó chới giới. Và khi chúng ta để cho nó phát triển như vậy đó, thì thân hoại mạng chung, con đường của quỷ đói là con đường của nó. Vì nó không biết bao nhiêu là đủ, nó không biết bao nhiêu là cái đỉnh của sự thỏa mãn. Và chúng sanh sống bằng cái này, thọ hưởng cái dục lạc này để được thỏa mãn về hỷ và lạc. Lạc là một cái sự thỏa mãn có liên quan đến thể chất, và hỷ là một cái sự thỏa mãn có liên quan đến cái tâm. Nhưng nó vẫn là tâm tham. Tham đây, quý vị biết nó cực kỳ nguy hại cho đến như thế này nha. Về pháp thế gian thì chúng ta hiểu rồi. Có những người ta nói thế này: bây giờ sống gẫm đi gẫm lại đó, cũng có gì, thôi đi tu cho nó sớm. Bởi vì đi tu nó an lạc. Nhưng mà vào trong cái chỗ mà gọi là cái tăng đoàn hoặc là cái ni đoàn đó, thì cái chỗ đó đó là cái chỗ mà nó làm cho đó tất cả những cái dòng nghiệp chúng ta nó chảy. Khi mình vào trong đó đó thì tất cả những cái phần này là nó có cơ hội nó lên hết. Nó lên là nó lên liên tục, nó lên hàng ngày luôn. Nó làm cho đảo điên luôn. Rồi cái khi đó đó không có thấy hỷ lạc đâu, tại vì nghĩ đi tu là an lạc.
Nhưng mà đi vô tu như vậy gì đó, rồi bây giờ ra thì ra không được, vì không muốn ra, và ra cũng không thể nào thích ứng được nữa. Mà ở đây không thích ứng nữa thì còn con đường duy nhất là tự tử, và không phải ít nha. Còn không á là mắc bệnh trầm cảm, thì cứ lầm thinh như vậy mà trầm cảm cho đến hồi chết. Và trầm cảm là gì? Là si. Không đơn giản đâu. Cho nên là lớp này sư cô cũng nói rồi, là những ai mà đến mà nói với sư cô, sư cô hỏi tại sao muốn xuất gia, mới nói đi tìm sự an lạc. Sư cô nói sai rồi, không có an lạc đâu. Đi xuất gia là vô quân trường. Ở nhà sáng ngủ dậy má kêu xếp mình gối cho gọn, nói dạ dạ bỏ đi, má ở nhà xếp. Chứ còn vô quân trường đó, mà xếp không có thẳng gốc là hít đất. Còn vô chùa cũng vậy thôi. Rồi bây giờ đó là an lạc cái gì ở chỗ quân trường, an lạc cái gì trong cái lò rèn, nó đi ngược lại hết mà. Những cái tập khí mà thuộc về hưởng thụ bây giờ nó bị ngăn chặn hết, nó đi ngược lại hết mà. Và sư cô nói Phật tử vô chùa tạo tội ở chỗ này nè. Thấy mấy người xuất gia trẻ trẻ không có tiền bỏ túi để nhét tiền vô, hỏi muốn mua gì lén lén mua cho. Cái gì biết tại sao không? Vì ở đời đó, mình có đồng tiền trong tay đó, mình sẽ được thỏa mãn những cái mình thích. Còn bây giờ vô chùa tu rồi đó, chỉ là sử dụng những cái mình cần thôi, mà không phải thích. Mà cần còn phải lệ thuộc nữa chứ, phải xin cái người trụ trì. Người ta hỏi cái đó để làm cái gì, làm cái gì, người ta tra cho tới cùng. Người ta cần mới cho, không cần mới không cho. Thì cái chỗ này đi ngược lại. Thì cái người mà bị nội có một giới thôi, là cái giới không có được giữ tiền để sử dụng tiền đó, để thỏa mãn theo ý, rồi như đây bất mãn rồi, rồi than thở, rồi những người Phật tử không biết đó, có nói tội nghiệp từ dưới đút tiền cho. Thậm chí tiểu mà còn muốn mua điện thoại cho nó chơi game, nó nói học hỏi đủ có mọi thứ đưa vô đây nè. Thì cái đồng tiền đó là cái đồng tiền để đuổi người xuất ra ra khỏi chùa, để trở về thế gian mà thỏa mãn những dục lạc này. Nó đi ngược hết mà. Hoặc là vô chùa mà thấy người này rầy, người lớn rầy người nhỏ, sốt cả ruột. Ủa người ta dạy phải vậy chứ, vô cái lò rèn nó phải đập xuống chứ. Mà phải biết là tại sao người ta đập, bởi vì nó đã tích lũy theo cái thời gian rồi. Bây giờ tới lúc là phải đập. Rồi mình vô mình nói bậy thì mình chết thôi. Đây là cái lò rèn, nhớ nha. Thanh niên mà đi nghĩa vụ là vô quân trường. Má không có tới đó và mấy bà má không có tới đó mà nói bất cứ một cái gì cả. Đây là quân trường. Người ta phải luyện mà. Sư cô có nhớ mãi cái cảm giác là sư cô đi đến cái miền Nam Ấn. Hôm đó là để đi đến dự Đức Rạc Lai Lạt Ma giảng 11 ngày đó. Thì cái hôm đầu tiên mà đón ngày đó, thì chư tăng ở tại chỗ đó đó là 12.000 người. Chư ni mà của Tây Tạng đó là khoảng 100 mấy chục người thôi, 120 mấy người đó. Còn ngoài ra là Phật tử rất là đông. Thì khi mà xe của ngài tới, ngài vừa ngừng, ngài đưa vào cổng chánh, thì phải nói là cái lượng chư tăng đó là ào ạt, ai cũng muốn là chiêm ngưỡng ngài hết. Thì khi cái người mà giám định người ta nói, người ta hét lên mà không nghe, quý vị tầm vong mà cần bỡ bắp tay vậy nè, mà coi như là đập xuống vô tội dạ. Sư cô về đó, cái ngày hôm đó mà chứng kiến xong về đó là bệnh 3 ngày luôn, sốt luôn. Thì sư cô mới nói với cái cô đại hàn đó, tại vì cô đó là học cổ tốt nghiệp ở ở bên Tây Tạng đó, là cổ tốt nghiệp về Phật học. Thì cổ học như thế là cũng 6-7 năm gì đó. Thì sư cô mới hỏi cổ đó là có bao giờ cô chứng kiến cái này không. Thì cổ nói lần đầu tiên cổ cũng bệnh như sư cô mà bệnh lâu hơn.
nó bị một cái sốc quá nặng. Thì cổ nói cổ bệnh lâu hơn, cổ bệnh gần cả tháng rồi. Rồi sau đó từ từ cổ mới phục hồi lại. Thì mình nói là mỗi nơi có cái lò rèn, mà mỗi cái lò rèn nó khác nhau, không thể nói được. Nhưng nó sốc đến như vậy. Tại vì cái chuyện mà người ta rầy, người ta la, người ta nói này nói nọ đó, mà mình đưa vô cái chỗ này mình không biết gì hết. Chị hiểu chưa? Cũng như quân trường, người ta đưa vô đó, nó biểu bò, biểu lết, nó bắn quả lực trên đầu, thì các bà mẹ không thể nào chịu đựng được đó. Phải khóc, phải la, phải than, phải thở, phải nói sao mà ác quá, sao mà hành hạ con người ta quá. Những cái lò rèn mà, hiểu chưa? Và có như thế đó, thì cái người thanh niên này mới trở thành một cái người thiện chiến. Nói quân trường đổ mồ hôi, quân trường đổ mồ hôi thì chiến trường bớt đổ máu. Và khi mình được rèn luyện trong một cái môi trường vậy, đích thực là theo giáo pháp đó, thì con đường mà bước ra cái khổ của mình mới có kết quả từ từ. Còn nếu không thì chúng ta nương theo cái sự thỏa mãn. Mà cứ là người lớn thì dỗ dành cho người nhỏ, rồi người nhỏ là được tân bốc lên, thì cứ thế mà sống cho nó yên ổn qua ngày tháng. Nhưng nó đi trong con đường này đây, đi trong con đường của pháp bất thiện đây, nó không phải là pháp thiện. Và thế gian, sư cô chỉ cho quý vị thấy nè, khi mà sư cô đi qua bên Trung Quốc, sư cô thấy có một thượng đế chừng 9 tuổi thôi, thượng đế nhảy tưng tưng lên, thượng đế mới quấn trên đầu một cái người phụ nữ đó chừng 30 mấy 40 rồi. Chứ cô nói rồi, thượng đế quả nhiên á, là khi hỏi lại là cậu này là con trai của bà này. Và bên Trung Quốc thì chỉ đẻ có một đứa, cho nên người ta chọn con trai mà thôi. Và nó trở thành thượng đế. Tại sao vậy? Vì chỉ có con đường là thỏa mãn tất cả những cái sở thích của nó, và không dám nói gì cả. Còn mình á, thì cũng có thượng đế trong đó, mà nó nằm ở chỗ nào là bây giờ cứ phục vụ cho nó từ A đến Z hết. Và nói rằng nó học ghê gớm lắm. Bây giờ mình thử đặt mình vào trong cái trường hợp đó, mình có học được như vậy hay không, hay là một cái chương trình, một cái thời khóa mình nhồi nhét cho nó, rồi là nó học nhưng mà nó buông lúc nào cũng không biết được. Mình thử làm đi rồi mình biết là cái chương trình, cái cách sắp xếp được hay không. Thế mình phụng sự cho nó, cho đến khi nó tốt nghiệp đại học rồi thì nó không biết làm gì hết. Khi thực tế nó phải đi ra làm việc và nó sống một mình nó đó, nó hết sức là lúng túng. Ăn cơm tiệm mãi cũng chán, mà nấu cơm thì cũng biết. Mà có biết đi nữa cũng làm biếng, không muốn làm. Vì không có cái thói quen quân tập gì vậy. Rồi bây giờ lập gia đình á, chia hai việc ra làm. Thì con trai cũng vậy, con gái cũng được á. Toàn là thượng đế đã được cha mẹ đó là phụng sự cho thượng đế rồi. Bây giờ hai thượng đế sống chung với nhau, thì đâu có ai phụng sự cho ai gì hai thượng đế hết. Thì đến lúc nào đó thì phải chia tay. Rồi con thì quăng đâu cũng được. Vì thấy không? Tất cả chỉ để thỏa mãn rồi. Và bây giờ là một cái trào lưu mà mọi gia đình đều phục vụ cho thượng đế cả. Còn ông ngoại, bà ngoại, ông nội, bà nội già rồi để đó. Thượng đế này lớn hơn cha mẹ. Đó là một cái sự thật. Người ta đã sống như vậy. Để làm chi? Để cái thế hệ sau nó sẽ cùi lần, nó quại lần hết. Và bây giờ thêm một cái thế hệ nhỏ nữa nha. Bây giờ cứ thảy cái iPad cho nó, thì nó sống trong thế giới ảo. Và bây giờ tất cả mọi người phục vụ là chuyện bình thường, không phục vụ mới là chuyện lạ. Còn nó không có thói quen phục vụ ai cả. Và nó cũng không có cái thói quen coi trọng cái mối quan hệ xung quanh. Không có gia đình và không có xã hội, chỉ có thế giới ảo thôi. Thì đây là con đường đưa đến hủy diệt. Và quý vị đi đến những nhà dưỡng lão,
ở nơi đó làm gì, và rồi bệnh về thân, bệnh về tâm, lảm nhảm nói hoài, đưa vô cho uống thuốc ngủ khỏi nói, gật gù qua gật gù lại, để cuối cùng gì, thần kinh muội lực, và đó là cái chết. Tái sanh rồi, cái hệ thần kinh này biết bao giờ mới phục hồi. Cho người ta đừng có tưởng rằng là cái đời này, cái thân này rồi sẽ bỏ, cho nên bây giờ xài sau cũng được thôi. Vì khi mình sử dụng nó, mình điều khiển nó, mình điều khiển bằng tâm. Thì những cái dấu ấn tốt lành nó để lại đây, những dấu ấn không tốt lành để lại đây. Và khi nó tái sanh, nó sẽ tái sanh bằng cái tâm quả đây. Thì những cái phần tốt cũng như những phần xấu nó đã in hình nơi đó rồi. Cho nên chớ nghe người ta nói nhảm. Có một cô đó hưu trí rồi, thì cổ rất là giỏi, chứ cô thấy sức khỏe cổ rất tốt, thì cái đầu cổ rất là minh mẫn. Thì cổ mới cũng nói với sư cô là bây giờ cổ muốn đi học giáo pháp. Thì sư cô mới nói cổ là hãy thi vào trong chỗ cái trường Phật học Miến Điện đó, học đi. Bởi vì mấy chỗ khác mình đóng tiền nhiều quá chịu không nổi, mà cái chỗ này thì nó đầy đủ hết, tức là ăn ở học hành nó không có tốn tiền. Chi phí mỗi tháng là giàu nhất là có 100 đô là đủ rồi. Còn ngoài ra mình sống cái cuộc đời của cái người tu học thì nó không cần thiết lắm. Lâu lâu mua sách thì có thể tăng lên. Và học vậy đó thì tới cái mùa mình nghỉ hè đó thì mình vô trong thiền viện mình tu. Thì như vậy là cái cuộc đời của mình không xuất gia mà là cũng là xuất gia rồi. Thì cho đến khi mình ra đi đó, thì như vậy mình ra đi, cái phước mà ra đi trong sự sáng suốt là nó chiếm cái ưu thế. Rồi về mới nghe mấy thầy bàn, mấy thầy dùi á, dùi vô. Mới nói tuổi này đi học thi rớt là cười chết, mà ráng quá thì nó bệnh. Thôi tốt hơn á, bây giờ bà lanh lợi, bà khỏe mạnh gì, bà đi làm gì cho có tiền đấy, rồi bà cúng dường cái chùa cho có phước, rồi đời sau sanh ra được ở ông chùa. Thế là nghe bàn bậy đó ha. Khi mà chặn cái bước tiến của ta như thế này đó, thì nhiều đời nhiều kiếp mình đi lên người ta kéo xuống, đi lên người ta kéo xuống. Thì ra con muốn xuất gia mẹ không cho, cha không cho, anh chị không cho. Vì thế không, ta lên kéo xuống, ta lên kéo xuống. Bàn đi để mà tính vào trong cái pháp thế gian này nè, để mà thọ hưởng đi, để mà chần chờ đi, để mà nấn ná đi, bàn cho nhiều vô. Rồi mới thấy những kiến thức của mình, nó là trở ngại của mình. Vì kiến thức của mình thuộc về pháp thế gian. Chúng ta đã học về tà kiến, chúng ta biết rồi. Chư thiên nó thấy cái điều này đúng, nhưng nó chỉ đúng tới đây. Còn những cái phạm vi rộng mở của nó mình không thấy, mà mình khuôn lại cái chỗ đúng này rồi đó, và mình chết dính ở trong đó là tà kiến. Huống chi cái sự hiểu biết của mình nó là giới hạn, mình làm sao có thể chặn cái bước tiến của người ta. Cái đời sống tâm linh của chúng ta trẻ mãi không già. Đừng có diễn cớ vào trong vấn đề tuổi tác, cũng đừng diễn cớ vào vấn đề bệnh tật. Bệnh tật và tuổi tác nó tấn công để làm cho cái đời sống tâm linh chúng ta gặp rất nhiều trở ngại. Chứ nó không có khả năng hủy diệt. Đó là cái điều chúng ta phải nhớ. Và chúng ta tái sanh bằng tâm. Và đặc biệt tái sanh bằng tâm quả. Những tâm quả tục sinh của chúng ta sẽ đưa đến tái sanh. Thì như vậy tất cả những gì chúng ta tích lũy trong cái dòng nghiệp này, nhất là ở vào những cái khoảng cuối cuộc đời của chúng ta đây, khoảng cuối cuộc đời chúng ta đây, mà những cái pháp thiện lành này nó được cơ hội là nó khởi sanh thường xuyên, thường xuyên, thường xuyên, thì không có cái gia tài nào quý báu bằng cái tài sản tâm linh này cả. Thành ra khi người ta nói đó, người ta không có ác với mình đâu, nhưng ta thương mình đó, ta mới nói. Tại người ta muốn cho mình hưởng mà. Nhưng mình đủ sáng suốt để mình nhận định ra rằng đó, người ta đang
nói cho mình giữ cái tài sản thế gian, hay người ta nói cho mình làm giàu có cái đời tài sản về tâm linh, mình hãy chọn lựa. Còn thiếu mình suy nghĩ đúng, tự quyết định đi, đừng có đem ra mà bàn. Bàn thì người thế gian người ta phải nói đến tục sản, còn mình hướng về tâm linh thì mình nói đến thánh sản. Mình nghe hơi nó lộn xộn, không biết thế nào là thánh sản, thế nào là tục sản. Nhưng mà tục sản á, thì mua ăn được, có tiền. Còn thánh sản luộc ăn không được. Thì chính vì vậy rồi cuối cùng đó là tục sản thắng. Thấy rõ chưa? Vì người ta không biết rõ, người ta không thấy rõ, bị lung lay á. Cũng như nhiều người nói vậy, học chi mà học dữ lắm vậy, tu thôi, tu thiền thôi, không có học, tu đi. Đi vòng 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 vậy nè. Tại vì đi ra khơi mà không có cái hải đồ, cũng không có cái la bàn, thì cứ đi, rồi có sao đâu. Mình cứ nghe người ta xúi đi, thì cứ đi đi. Còn cái mình hiểu biết thì mình hiểu là phải có ba cái: tri văn, tri tư và tri tu. Còn người ta nói cái điểm, cái đỉnh điểm của nó là trí tu. Còn hai cái đó không cần cái cầu dẫn qua sông, dẫn chung cái là bay qua liền. Thành ra người ta biến mình thành Tôn Ngộ Không hết đâu, mà mình tưởng thiệt. Đó là cho đi tàu bay giấy đó. Và khi mình đi tàu bay giấy đó có nghĩa là gì? Có nghĩa là cái tâm mình nó tham quá đi, mà nó cũng sân dữ lắm. Là bởi vì nó muốn, và nó muốn đặng, muốn được, muốn lẹ, muốn làng, muốn nhanh chóng thôi. Thì pháp bất thiện khởi sanh lên mà mình mới thành ra tề thiên đại thánh. Không cần tới hai cái pháp kia mà mình dẫn tới bờ ngon lành luôn. Chưa? Thấy cái tâm đi, hiểu nó đi, theo dõi nó đi, nói chuyện với nó đi, rồi mới biết đó, là nó luôn luôn á, những cái pháp bất thiện này nè, nó luôn luôn nó mặc cái áo của ông thánh không ạ. Thì nhớ vậy, đó là cái trò lừa gạt của những cái pháp bất thiện trong tâm của mình. Và khi người khác đó, người ta vì thiếu sáng suốt đó, thì người ta vẫn chân thành để cho mình thêm những cái pháp bất thiện, để củng cố thêm những cái pháp bất thiện này, thì nó mạnh thì nó thảy lên chứ sao đâu. Nó đi lên liền. Nó đã vậy bây giờ nó còn cộng thêm nữa, thì nó phải giọt lên, nó đi luôn lên. Đấy. Để làm chi? Để rồi trong cái luân hồi đó kết thành cái bè với nhau. Rồi đó là ở dưới thì cột đá để cho cái bè nó chìm xuống. Lâu lâu nó rớt được cục đá nào, nó nổi lên cánh cột vô cái nó chìm xuống lại. Vì nó đóng góp ý kiến. Vì thấy cái si kinh khủng không? Mà nó nằm, cái gốc nó nằm ở đây, nằm ở trong cái chỗ này. Ai nói tới cái chuyện mà nó thuận lợi cho cái việc mình hưởng thụ lại không muốn. Nó thôi thúc ở trong tâm của mình. Mình phải thấy biết, mình mới nói chuyện với nó được. Còn mình không thấy biết, không nói chuyện với nó được. Và chúng ta cứ nghĩ một cách nông cạn. Thấy nhiều người làm như vậy, nhiều người nói như vậy, ý kiến vậy, nó là chân lý. Nhưng chân lý nó có hai loại. Đây là chân lý thế gian thuộc về pháp tục đế, hay chân lý thuộc về pháp chân đế. Chúng ta phải xem lại. Thành ra đó là một cái sự thật, mà cái sự thật đưa chúng ta vào tục đế nếu chúng ta chấp nhận là đi. Còn cái sự thật này đưa vào pháp chân đế, chúng ta chấp nhận chúng ta đi. Phải phân biệt ra, phải sáng suốt ra. Và tất cả những điều này chỉ có được nằm trong ba trí: tri văn, tri tư và tri tù. Thấy không? Cho nên bỏ cái này được chứ, bỏ hai cái này được chứ, còn cái trí tu được chứ. Nhưng nó sẽ tới đâu? Hãy xem xét lại. Và tất cả chúng ta đó đi luân hồi là do những cái pháp tâm tối này.
Còn những cái pháp thiện này mà nó cứ tiến lên thì cái đường luân hồi của nó sẽ đi bắt đầu từ đây, nó sẽ đi lên đây cho đến khi mà nó giải thoát. Còn đây là cái luân hồi mà để thọ hưởng, nó sẽ đi cho đến luân hồi hoài, nó đi như thế. Cho nên tại sao mà mình người Phật tử mình đi vào con đường tu tập đó, càng ngày mình đơn giản lại bớt, từ một cái đôi giày đôi dép đi cũng mức độ thôi, áo quần cái nào đi giao tế cũng mức độ thôi, còn ở nhà đơn giản tất cả mọi thứ tập lần lượt. Còn khi đó cái chiều hướng của pháp thế gian nó phát triển đó, thì đi từ chỗ đơn giản tới cái chỗ phong phú, rồi tới cái chỗ nó phức tạp, tới cái chỗ nó đa dạng nữa. Và đó là cái con đường văn minh và tiến hóa của thế gian. Đi con đường từ cái đơn giản nó mở rộng ra, nó chi tiết nhiều thứ luôn rồi. Hồi xưa cái người phụ nữ mà làm đẹp đó, nó có cái gì đâu làm đẹp. Bây giờ muốn làm đẹp không biết làm sao, ở quê nghèo quá. Bây giờ người ta bán cái bó nhang á, người ta có cái miếng nhãn hiệu mà nó đỏ đỏ đó, lấy cái đó quệt quệt vô cho nó đỡ. Rồi còn cái làm đẹp nữa đó là ăn trầu á, con gái cũng ăn trầu cho cái môi nó đỏ đỏ lên cho nó dễ thương, quý vị thấy đỏ chưa? Nhưng mà bây giờ thì mỹ phẩm nó rất là nhiều, rồi bây giờ nó còn đi sửa sắc đẹp nữa, quý vị thấy càng ngày nó tăng. Nhưng mà các bà các cô mà sửa sắc đẹp rồi đó, tới chừng mà 60-70 tuổi mà muốn đi tu mà cạo cái đầu đó nhìn cái mặt sợ quá. Và khi người ta nói là cái tâm nó sinh tướng, là bởi vì mình học mình biết rằng là cái sắc pháp là nó do nghiệp sinh, nó do tâm sinh, nó do vật thực sinh, nó do thời tiết sinh, thấy không? Bây giờ đó là mình đó là do cái tâm sanh đây đó. Là khi mà mình cái đời sống của mình á, mà mình đi vào cái pháp thiện đó, thì dẫu hồi nhỏ mà người ta có nói mình xấu đau xấu đớn đi nữa, thì về già nam cũng nữ, người ta nhìn cái mặt người ta nói cái người này coi nó hiền, nó phúc hậu quá, đó là cái đẹp, chị thấy chưa? Còn cái người này hồi nhỏ có cái phước như tiên nga vậy đó, mà dao kéo về già nhìn cái mặt sợ quá, không dám nói luôn. Nhất là xăm vô, rồi đến khi cạo cái đầu rồi đó, nhìn cái chân mày với cái môi rồi thấy ớn quá, sợ quá, sao tu được, sao xuất gia được, kinh lắm. Nó để lại đó. Và người ta đi từ cái chỗ này nè, mình nói về cái mặt tâm chú ý nghe, đi cái tổ người ta có tự do, đi đến mất tự do, từ cái chỗ linh động đưa đến cái chỗ nó chết ngắt. Linh động ở chỗ nào? Cái môi của quý bà đó, quý bà muốn sơn cái màu hồng cũng được, màu đỏ đậm cũng được, màu tím than cũng được. Nay quý bà đã xăm lên rồi là quý bà chết ngắt có một chỗ thôi, đúng không? Cái chân mày cũng vậy, vẽ thì nó đa dạng, mà xăm thì nó hết đa dạng rồi. Từ cái chỗ rất là tự do, rất có thể linh động, có thể biến chuyển tất cả mọi thứ, thì không muốn đi đến cố định. Thì vì sao? Vì trong đó nó có một cái chỗ giả dối nằm trong ngoặc kép. Tại sao giả dối nằm trong ngoặc kép? Vì người này không phải là người giả dối, nhưng mà muốn cho cái không thiệt nó trở thành cái thiệt. Rõ chưa quý vị? Môi không phải trái tim, cắt cho nó thành trái tim cái rút cười nó. Tại vì nó bó cứng rồi đâu có cười được, để nguyên thì nó trái tim, mà cười thì không phải vậy nữa. Nghe thấy mình nói cái tâm đó, nó đi từ cái chỗ mà nó linh động, nó tự do, nó quyền biến á, bây giờ mình đi cố định nó lại rồi. Được chưa? Mà con người nó sống là nó, cái luật của nó là nó phải biến đổi, nó phải quyền biến, nó phải luôn luôn. Và mỗi một cái tuổi nó có cái vẻ đẹp của nó, mà cái vẻ đẹp càng ngày càng lớn tuổi nó toát ra từ cái tâm.
Để làm chi? Để cái hình ảnh này á, nó khi đi tái sanh á, thì cái sự sáng sủa này nó sẽ đi trong kiếp tới. Cho nên sư cô hay nói với các bà mà có mấy ông chồng xịn á, sư cô nói đừng cằn nhằn, có ngày cũng quýnh chết. Chụp hình thôi, chụp hình, chụp hình để dành đó. Rồi cái lúc mà ông tươi tỉnh, ông khỏe mạnh, vui vẻ thì cái hình nó làm sao? Mà lúc xỉn làm sao? Lúc nằm đó mà trây trét đó làm sao? Cứ chụp hình đó hết. Rồi để chừng nào người ta bình tĩnh lại, người ta vui vẻ rồi đó, đưa cái thước phim đó lên để người ta tự chọn lựa. Vì những cái hình ảnh đó là con đường của sự tái sanh. Nó nằm đó. Cho nên chúng ta nói thế này, là tất cả những cái lộ ngũ này thì chúng ta thấy nó vẫn diễn ra trên hệ thần kinh. Và như lần trước đó chúng ta học về cái lộ ngũ đó, khi nó phát sanh lên mà để cho nó thấy và nó biết được đó, thì bao giờ sau cái lộ ngũ đó cũng là một cái chuỗi lộ ý gì theo. Nhớ không? Quý vị nhớ cái này chưa? Thì như vậy bây giờ cái lộ ngũ hay lộ ý gì nó cũng chính là nó nằm trên cái hệ thần kinh. Gì chúng ta nhìn đây, cái tâm phân đoán này đây nè, cái tâm phân đoán này nó chính là trong cái lộ ý môn này, nó chính là kháng ý môn. Khi nó nằm ở trong lộ ngũ môn nó có cái tên khác thôi. Như vậy đây là lộ ý bắt đầu, thì đây lộ ý môn đây. Ở đây là hộ kiếp vừa qua, hộ kiếp rung động, hộ kiếp vút động. Và đây là kháng ý môn thì nó đưa vào lộ ý. Còn đây nè, phân đoán này chính là kháng ý môn đưa vào lộ ý. Như vậy nó diễn ra trên hệ thần kinh. Cái lộ ngũ và lộ ý nó chỉ khác nhau chỗ nào? Khác nhau ở cái phần mà sau khi cái hộ kiếp này đó, thì nó sẽ diễn ra một cái dòng tâm thức mới. Thì nó chỉ khác nhau ở chỗ này thôi. Ở đây là cái lộ ý môn nè, quý vị thấy không? Khi cái dòng hộ kiếp bị cắt ở đây là đưa vào lộ ý liền. Còn đây cái dòng hộ kiếp khi nó cắt đi đó thì nó có 5 cái tâm nữa, 5 tâm khách, 1, 2, 3, 4, 5. Được chưa? Nó có kháng ngũ môn, ngũ song thức, tiếp thọ, quán sát. Rồi mới tới phân đoán đây, chính là kháng ý môn đây, nó mới đưa vào trong cái động tâm. Vì vậy chúng ta thấy đó, lộ ngũ hay lộ ý gì cũng diễn ra trên sắc thần kinh. Như vậy sức khỏe của chúng ta, cái ăn, cái uống, cái tất cả những gì mà chúng ta sống trong đời sống hàng ngày cả hai, nếu chúng ta đây tập được, làm cho mình được sáng suốt, làm cho mình được nhẹ nhàng, làm cho mình biết sử dụng tới cái khoảng này là tốt đẹp nhất, thì cái đó là cái con đường tiến hóa của mình trong nhiều đời nhiều kiếp. Cho nên quý vị thấy con nít nha, con nít là nó hay bắt chước, thấy không? Nhưng mà có những đứa ở trong nhà đó nó bắt chước, có đứa nó bắt chước thấy ba nó hút thuốc, nó hút thuốc. Còn có đứa đó, cũng ở trong cái nhà đó, nó thấy bà nội nó tụng kinh thì nó mò mò đi theo tụng kinh, thấy bà nội lại Phật thì lại Phật. Còn cái đứa thấy ba uống rượu hút thuốc đi theo, còn đứa kia nó không dính vô. Tại sao nó cùng một cha một mẹ nó không dính nhau? Bởi vì khi nó tục sinh bằng cái tâm quả tục sinh của nó, thì cái phần nào mà những cái chủng tử tốt của nó mạnh thì nó không theo cái phần mà quế trược trong những người ở gia đình. Nó sẽ thuận theo cái đó. Và có những cái người nó ở cái dạng vậy. Ở cái dạng đó, hai cái phần này của nó đó, nó ngang ngửa nhau. Thành ra mình mới nói cái câu á, là gần mực gần thì đen, gần đèn thì sáng. Thì những cái người mà xấu nó tập nhiễm vô đây thì cái phần này nó sẽ trỗi lên. Còn nếu nó ở gần người tốt á thì cái phần tốt nó sẽ lên. Như vậy đó thì cái đứa trẻ này nó được huấn luyện tốt. Và phần nhiều đó, tất cả chúng ta này á, mà có cái phước báo á, thì khi mà mình có mặt trong cái thai bào của người mẹ đó, thì cái người mẹ khi có thai đó là lập tức người ta nghĩ tới cái chuyện thân giáo, tức là người ta tiết chế hết.
không mặc đồ bó chật, không đi dự tiệc tùng nhiều. Bây giờ phải có làm thế nào để tốt đẹp cho con, vân vân, thì cái phước báo nằm tại chỗ đó. Người mẹ tự nhiên có nề nếp ra. Và cái đời sống chồng vợ cũng vậy, người ta hiểu biết. Người ta hiểu biết. Sư cô biết một cái chuyện thật thế này. Đây là cái người bạn của sư cô. Thì hai vợ chồng cưới nhau, đến khi người vợ mang thai thì cái người chồng mới nói người vợ thế này: em mang thai rồi thì hai đứa ngủ riêng để chăm sóc cho con. Rồi đến khi sinh nở đầy đủ hết thì đối với cái đứa con đó thì hai vợ chồng rất là thương yêu. Nhưng có một cái phép lạ nó xảy ra thế này. Cái khi cái người cha này khoảng 50 tuổi đó, thì cái gan nó bị hư rồi, thì bây giờ phải thay cái gan khác. Thì cái chuyện đó đâu có dễ đâu. Nhưng mà cái cậu con trai này thích hợp mà nó lại sẵn sàng cho. Và với cái độ tuổi đó thì bác sĩ nói rằng là cắt 2/3 cái gan của nó để lắp qua cho người cha, thì cái phần còn lại nó sẽ mọc. Nó mọc yếu hơn nhưng mà mọc lại. Vì thế gieo nhân lành gặp cái quả lành. Thì cái đứa con nó hiến cái gan của nó cho cha của nó. Bởi vì cái phước báu mà khi nó nằm trong bụng mẹ nó được hưởng sự thanh sạch này, thì cái tánh lành của nó phát sinh lại, nó mới làm cái hạnh Bồ Tát được. Còn có những người bệnh á, 4 đứa con, đứa nào cũng trốn hết. Cho nên cái thỏa mãn trong những cái dục lạc của mình đó, nó chỉ là trong cái cảm thọ, cảm xúc chớp nhoáng thôi, nhưng nó để lại cái hậu quả dài lâu lắm. Mà cái việc mà chúng ta đã dừng lại tiết chế cái phước báo nó cũng lớn lao lắm. Cho nên hỏi tại sao người ta đẻ con là ta có phước, mình đẻ con ra không có phước, phải hỏi lại mình. Tại sao ta đẻ con ra đó học hành thông minh sáng láng còn mình không có? Bởi vì mình rượu với tà dâm mà làm sao có được. Mình sản xuất nó ra trong lúc cái tâm của mình như thế nào thì nó phải tương ưng như thế đó, không thể khác hơn. Đây là luật mà. Cho nên khi người ta sống á, người ta đặt cái sự hưởng thụ lên hàng đầu, thì những đứa con người ta ra đời nó cũng đi trong cái đó. Hiếm lắm mới có những cái trường hợp đột biến ra như thế này. Nhưng mà có khi nó tốt, nhưng mà nó tách khỏi cái gia đình đó, chứ nó không ở lại đâu, nó đi luôn, chứ nó không ở. Cho nên chúng ta học hiểu gì để hiểu gì, cái chuyện chết có một sát na thôi, nhưng mà cái chuyện nuôi dưỡng cái đời sống tâm linh của chúng ta đi không biết bao nhiêu kiếp. Đừng có bao giờ nói rằng không hưởng cũng chết, hưởng cũng chết, chi bằng hưởng chết khỏe hơn. Chỉ là sự thỏa mãn và đưa đến thoái đọa. Còn không thì con đường này. Vậy khi chúng ta hiểu biết thì chúng ta chọn lựa. Còn chúng ta không hiểu biết thì chúng ta nói trong cái sự thỏa mãn của mình. Mình muốn hưởng mà. Và cái thời đại ngày nay là cái thời đại mà toàn thế giới này người ta cung phụng cho sự thỏa hưởng. Và ta kích động cái gì? Kích động cái ngã của mọi người. Cái gì? Đọc quảng cáo đồ lót này mặc vào dành cho đẳng cấp. Cái đồ lót cũng phải có đẳng cấp, đồ dớ cũng có đẳng cấp, đồ dài cũng có đẳng cấp. Thì quý vị thấy không, cái phục vụ về vấn đề nhu cầu sử dụng đó, nó không ngừng lại ở cái chỗ là làm cho người ta được êm, được ấm, được tăng sức khỏe, mà nó tăng cường cái tham muốn, cái thỏa mãn về cái sự tôn xưng cái ngã của mình. Vì thấy không, một cái xã hội nó phát triển, nó cung phụng nhiều chừng nào đó thì nó không kích thích cái phần thiện nhiều, mà nó kích thích cái phần thọ hưởng nhiều hơn.
và nó đưa tới cái chỗ mà cái đời sống người ta cứ mỗi chút lệch chút, lệch chút, lệch chút. Và nó phá hoại tận cùng cái đời sống xã hội. Nó phá hoại như thế nào quý vị nhìn đây. Người Việt Nam mình á, quý nhất là cái người thầy. Ngày nay đó, thầy là cái mà phải đặt nhiều cái dấu hỏi. Tại sao vậy? Vì cái đồng lương nó chỉ tới đây thôi. Mà bất cứ cái giao dịch gì đó mà không có tiền bôi trơn thì không có đi được. Bây giờ muốn vậy thì sao? Thì phải có cái cách gì đó để cho những người có con tới học đó là phải cung phụng được. Thì nó biến thái rồi, là mình bán cái vốn hiểu biết của mình về chữ nghĩa để mình đổi thành tiền bạc mà cung phụng cho một cái đời sống điên cuồng. Nói chữ điên cuồng không phải người đó điên cuồng, mà cả một cái guồng máy nó điên cuồng trong cái chuyện thọ hưởng. Nó kích thích nhau để thọ hưởng, nó điên cuồng trong cái chỗ đó đó. Kích thích cho người ta phải có thẳng dư nhiều để mà thọ hưởng. Rồi đây mới liên quan tới chỗ chết đây. Cái khi mà nhắm mắt rồi đó, thì cái sự thọ hưởng đó nó làm cái quả núi nó đè bẹp xuống. Cho nên chết rồi mới thành ma, mới thành rắn, mới thành chó để giữ cái của đó. Có khi nó thành giả xoa, để ai đụng tới cái khối tài sản thặng dư của nó thì ác nghiệp nó sẽ khởi lên. Vậy thấy con đường chết và con đường tái sanh chưa? Thành ra nó quay cuồng mà, và nó điên đảo trong tâm nằm ở cái chỗ đó. Rồi bây giờ cái thần kinh của mình nó cứ kích thích lên, nó kích thích lên để mà sống tới tạo ra cho rất nhiều. Và bán cái linh hồn đây nè, phần thiện nè, bán cho quỷ đây nè, để mà được thỏa mãn. Đây nè, chính mình nè, chính mình là xóa sổ những cái pháp thiện của mình để cho pháp bất thiện lên đây nè. Không, bán cái linh hồn của mình nè, cái phần trong sạch nhất của mình nè, cho con quỷ tham lam ở trong tâm mình nè. Và nó sẽ kết với nhau, kết với nhau thành bè, thành cánh, thành ra nhóm. Ngày nay nó có một cái từ mới trong xã hội mình, nó gọi là nhóm lợi ích. Thành ra kết bè. Và chúng ta khi mình người Phật tử mình hiểu vậy, để mình biết sao, mình biết rằng mình nên tiếp tục cho cái tục sản hay mình nên đi cái thánh sản. Đó là con đường mình chọn lựa. Còn thế gian thì đi con đường tục sản, chúng ta không bàn cái đó. Mình học về tâm để mình hiểu là con đường tục sản nó sẽ cho mình cái gì và nó lấy lại của mình cái gì. Con đường tục sản cho mình sự thỏa mãn khi mình có tiền trong tay, khi có quyền trong tay, có điều kiện trong tay, cho mình sự thỏa mãn, những cái lạc thú và những cái sự hỷ hả trong tâm. Nhưng nó lấy lại cái gì? Nó lấy lại những cái pháp thiện lành của mình. Và khi thân hoại mạng chung, mình đi theo cái con đường hỷ hả thì mình đi, và những con đường này không tới được. Đó là cái chân lý chúng ta phải nắm ra như vậy. Thì như vậy cho đến kỳ cùng đi nữa, thì cái lúc mà cái người mà người ta chết á, thì năm cái cảnh này, cảnh hiện tại này, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân này, thì nó sẽ hiện ra trong cái giờ hấp hối. Và lần trước thì cô có giảng cái đó rồi, thì hôm nay đó là ôn cái phần đó để chúng ta mới lặp lại cái phần mà vừa rồi sư cô có giảng rồi đó. Lặp lại cái này. Khi mà nói động lực và tử tâm thì chúng ta nói tắt. Còn nói đầy đủ á, đây động lực nè, nó chạy một hàng đây rồi tới đây thay vì tâm mốt là tử tâm. Thì bây giờ chúng ta nói đầy đủ đó, thì khi mà cái dòng tâm thức chúng ta nó đang trôi chảy như thế này, thì chúng ta nhớ đây là cảnh này. Thì cái giờ mình lâm chung đó, mình bắt một trong ba cảnh. Thứ nhất là
cảnh nghiệp. Cái thứ hai là cảnh nghiệp tướng. Cái thứ ba là cảnh thú tướng. Thú đây là sanh thú, tức là cái cảnh mà mình sẽ đi tái sanh, cái cõi mà mình đi tái sanh. Cái cảnh mà nó thể hiện rõ cái cõi mà mình sẽ được tái sanh vào đây. Đó. Thì cái cảnh này là nó chiếu xuống cái dòng hậu kiếp. Cái dòng hậu kiếp chúng ta nó trôi chảy. Thì khi cái cảnh này nó chiếu xuống và nó được thu hút bằng cái đầu tiên là cái hướng cái cảnh này đi, nó đi bằng tác ý và nó đi xuống đây bằng tầm. Tầm là nó tiếp nhận xuống đây và tứ nó sẽ đi sâu ở đây. Thì khi nó đi vào đó, nó sẽ cắt cái cảnh này. Thì cái phần đầu tiên đó là hộ kiếp vừa qua, hộ kiếp trúng động, hộ kiếp dứt dần. Thì khi cảnh này nó chiếu xuống đó, nó không phải chiếu một lần. Chiếu nhiều lần. Thì vậy đó, cái khi mà nó chiếu như vậy á, thì ở đây nó sẽ là dứt dòng đây. Thì đây là dòng hộ kiếp. Thì khi mà nó cắt được á, nó chạm được ở đây rồi á, thì đây nó là hộ kiếp vừa qua. Và khi nó tiếp theo đó, là coi như nó đạp cái thắng được rồi đó, thì nó là hộ kiếp rúng động. Và cái cuối cùng của nó ở đây á, là nó sẽ là cái hộ kiếp dứt dòng, nó nằm ở đây. Nó cắt được rồi đó, tới chỗ này là nó cắt được rồi. Thì cái hộ kiếp dứt dòng nó sẽ nằm ở đây. Thì khi nó dứt dòng đây, thì chúng ta sẽ thấy đây là kháng ngũ môn. Tức là lúc đó, nếu mà cái người mà hấp hối đó, người ta con mắt nhắm lại rồi thì cái nhãn môn nó không có hoạt động. Nhưng cái lỗ tai người ta còn nghe. Hoặc cái mũi người ta còn ngửi được. Hoặc là mình nhỏ thuốc vào, hay mình cho uống nước, lưỡi người ta có nếm được. Và khi mình để cái tai gần người ta, đắp cái mền cho người ta thì người ta còn tiếp nhận được. Người ta còn biết được. Gì hiểu chưa? Người ta hấp hối chứ chưa phải là chết, cho nên người ta vẫn còn biết được. Thì lúc đó đó, ví dụ như cái người mà còn sức đó, thì con mắt mở ra, thì cái chỗ này đó, cái chỗ này, cái tiếp theo chỗ này nè, kháng ngũ môn nó mở ra đây. Thì bây giờ cái ngũ song thức này đó, nó sẽ là hoặc là mắt thấy, hoặc là tai nghe, hoặc là mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm. Thì đây cái lộ ngũ nó chạm ra đây, nó diễn ngay chỗ này đây, diễn đây. Rồi nó tiếp thụ, rồi nó đi quan sát, nó tới phân đoán, nó đi hết một cái giải này, rồi nó mới tới cái tử tâm này, nó chỉ có 5 cái động tác thôi. Bình thường đó nó tới 7, bây giờ nó còn có 5. Tại sao vậy? Vì lúc đó nó yếu, cho nên động tác còn có 5 mà thôi. Thì cái 5 này, cái 5 này, khi nó bắt cái cảnh, để bắt một trong 3 cái cảnh này nè, để nó ra đi, thì khi nó bắt được rồi đó, rồi nó chấm dứt cái sự sống của nó ở vào cái phần cuối của nó là tử tâm. Thì chúng ta sẽ thấy thế này đây, gần trước cái vẽ rồi đó. Thì chúng ta nhắc lại nha, nhắc lại cái này căn bản là bởi vì sao, nó sẽ tiếp những cái lộ khác không có giảng nhiều. Và cũng như khi mình học cái này rồi đó, thì đến khi mà cô giảng tới cái phần lộ ý, nó cũng có lặp lại những cái phần chánh của nó. Và khi mà sau này mình học tới cái lộ viên tịch thì cái cách thức của nó đi nó sẽ khác một chút, nhưng về căn bản của nó thì những cái tâm nó vẫn tiến theo cái luật của nó. Như vậy chúng ta nói là trước đây là cái dòng hộ kiếp nó đang trôi chảy, nó trôi chảy từ đây. Bây giờ đó, khi nó bị cắt ở đây thì đây nó sẽ có cái hộ kiếp vừa qua, đây là cái hộ kiếp rúng động, đây là cái hộ kiếp dứt dòng. Tức là cái này là gì? Cái này nó thuộc về cái quá khứ rồi.
Bởi vì hộ kiếp là tâm tục sinh, mà tâm tục sinh nó là tâm quả, cho nên nó thuộc về quá khứ, thuộc về tiền kiếp. Mặc dù nó trôi chảy trong hiện kiếp, nhưng nó là cái dấu ấn của tiền kiếp. Khi tới đây thì chúng ta sẽ thấy là một cái tâm mới nó phát sanh, đó là kháng ngũ mồn. Thì tức là lúc đó tai sẽ mở ra để tiếp nhận âm thanh, mắt sẽ khai mở cái môn của nó để có thể thấy được, lưỡi cũng vậy, vân vân. Thì ở đây á, nó sẽ là kháng ngũ môn đây. Rồi tiếp theo đó là nó sẽ tiếp nhận cái cảnh, ví dụ như cái cảnh nghiệp tướng hay cảnh thú tướng, thì nó sẽ tiếp nhận cái cảnh đó. Cho nên cái tiếp thọ này nó sẽ tiếp nhận những cái cảnh đó đây, tiếp nhận cảnh đó. Mặc dù trước đây đó là khi cái cảnh này đó nó chiếu xuống dòng hộ kiếp, là cũng như cái bóng cây mà nó in hình xuống cái dòng sông vậy đó, thì nó cũng đã in hình từ đây rồi, người ta thấy rõ chưa? Nhưng mà cái bóng nó mờ, nó không đáng. Cho đến khi đây nó mở ra rồi thì nó bắt đầu nó rõ hơn, và đến đây nó rõ hơn nữa. Rồi tiếp thu nè, rồi chúng ta tới quan sát. Thì cái tâm á, cái cảnh của nó đã hiện ra trong cái tâm rõ ràng rồi. Rồi bây giờ nó mới tới cái phần nó gọi là tâm phân đoán. Rồi sau đó đó, nó mới đi vào động tốc. Thì chúng ta đây có 5 cái động tốc, 5 cái động tốc tất cả. Thì 5 cái động tốc này nó cũng bắt cùng một cái, một trong 3 cái cảnh, cái giờ lâm chung này nó bắt ở đây. Rồi sau khi nó bắt đây rồi đó, thì nó sẽ làm cái công việc của nó. Đó là công việc của nó tới đây. Thì cái tử nó làm nhiệm vụ, nó làm cái công việc của nó là chấm dứt cái sự sống. Chấm dứt cái sự sống thì liền theo đó là cái tâm tục sinh nó khởi sanh lên đi. Là tâm tục sinh. Quý vị thấy chưa? Tái sanh tức thời, có một sát na thôi. Nhưng cái mà người ta lo sợ là tái sanh về đâu? Tái sanh về các cảnh khổ, hay tái sanh về tiên cảnh, nhàn cảnh? Và cái người ta sợ cái chết, tất cả chúng ta đây đều sợ chết. Mặc dù chúng ta biết chết là tái sanh gì, ai cũng biết hết. Nhưng mà cái tới chết là nó sợ. Tại sao vậy? Vì cái kinh nghiệm trong luân hồi cho thấy rằng không phải mình có phước trong đời này là đời sau mình có phước nhiều hơn hoặc y như vậy. Cái đó là cái kinh nghiệm luân hồi đã làm cho chúng ta sợ hãi cái chết. Như vậy, khi chúng ta tìm hiểu trước cái chết để làm chi? Để chúng ta phải bảo đảm rằng trong cái đời này nè, mình đủ sức để mua vé lên tiên cảnh. Nếu chúng ta đi giữ giới, nếu chúng ta đi hành giới, thì cái con đường chúng ta tái sanh làm người hoặc là chư thiên ở cõi dục là con đường chúng ta đủ sức để tới. Thì chúng ta đâu có lo sợ gì những cái cõi khổ này. Gặp quả đi những cái đoạn đường dài của chúng ta mà chúng ta có làm sai lệch một cái gì đó nữa đó, nhưng mà bắt đầu từ cái giờ phút này trở đi thì chúng ta đã không sai lệch nữa. Thì như chúng ta nhớ cái luật của nó, là khi mà cái nhà nghiệp chúng ta nó mở cửa ra đó, thì cái con nào mà nó đứng gần cái cửa đó nó có thể ra rất nhanh. Và cái con đứng gần đó mà nó mạnh nhất thì nó ra rất nhanh. Nó ra rất nhanh đây đó là không phải là mình tái sanh ra là trọn đời của mình đó, là nó hưởng được cái quả nghiệp cuối này đâu. Nó được một khúc nào đó cũng đã quý rồi. Ví dụ như mình sanh ra trong một cái gia đình đàng hoàng tử tế, không thiếu ăn thiếu mặc, rồi mình nhờ nương nhờ cái chỗ đó mà mình học hành đàng hoàng, mình sống đàng hoàng tử tế, thì những cái quả nghiệp xấu của mình nó chưa kịp để trổ sanh, thì mình lại tiếp tục con đường tốt nữa, thì mình chặn nó cho đến khi nào mà mình cái pháp thiện của mình mạnh mà cái quả bất thiện nó yếu á,
Thì lúc nó trổ xanh á, cũng như mình quăng cái cục đá mà mình quăng trên cái thuyền thúng, hoặc mình quăng một tấn đá mà nó quăng trên cái xà lan. Thì rõ cái này chưa? Chứ còn không thể nào mà nói là nó không quăng cái cục đá xuống cái đầu của mình được cả. Tại mình quăng cục đá trong đầu của người ta, thì bây giờ nó quăng cục đá trên cái đầu mình là do mình chọi mà nó quăng trở lại cái đầu mình chứ không phải ai hết á. Nhưng mà bây giờ nó có cái thuyền thúng ở đây rồi thì nó hứng, là do cái thiện nghiệp của mình. Cho nên những cái lỗi lầm, những cái sai phạm của mình á, mình cần biết rất rõ. Và mình biết rằng nó sẽ trổ quả như vậy, không phải để mình đau khổ, không phải để mình xót xa, không phải để mình tiếc nuối, không phải để hối hận, không phải để dài dò mình, mà để biết rằng nếu từ bây giờ mình không tái phạm nữa, mình bắt đầu làm điều tốt, thì mình đang bắt đầu có cái thuyền thúng. Vì rõ cái này chưa? Đạo Phật không dạy chúng ta đau khổ, không dạy chúng ta hối hận, không dạy chúng ta u sầu, mà tất cả chúng ta biết rõ những cái lỗi lầm để chi? Để từ cái chỗ mà nó xót xa trong lòng mình, cái chỗ mình hối hận, cái chỗ mình tiếc nuối, cái chỗ mình dày dò mình, thì bây giờ mình hiểu rõ rồi, mình duyên với Pháp hiện. Rõ này chưa? Cho nên mỗi lần mà nó khởi lên những cái sai lầm của mình, bởi vì nó không thể không khởi lên được. Nó khởi lên á, thì những cái cảm giác xót xa, ân hận, hối hận của mình nó sẽ đi kèm theo. Nhưng liền là mình sẽ thay đổi lời. Mình mới nói là con đã biết, con sai rồi, con nguyện con không tái phạm nữa, con nguyện con làm điều lành để con hồi hướng cho tất cả. Thì kể từ khi mình nói là con đã biết, con đã sai, con nguyện làm điều lành, thì chúng ta đã thay đổi. Và nó sẽ khởi lên mà chúng ta cũng sẽ làm như vậy. Nó sẽ khởi lên chúng ta sẽ làm như vậy. Quý vị hiểu chưa? Còn nếu không, người ta sẽ nuôi dưỡng. Cái tâm mình nó sẽ nuôi dưỡng. Bởi vì sao? Vì cái dòng nghiệp này đó, dòng nghiệp xấu này, nó sẽ mạnh lên. Tự mình không dạy nó mạnh lên. Nhưng khi mình nói rằng là con biết rõ con đã sai rồi, thì cái lúc đó đó, cái chỗ này nè, nó mạnh lên, nó cắt đứt. Thấy rõ chỗ nó cắt đứt chưa? Và khi mình nguyện, mình tiếp tục mình làm cái này lên, thì mỗi lần nó cắt như thế là nó kéo xuống cái lằn trắng, kéo xuống lằn trắng, kéo xuống. Thì nó làm cho cái gì? Nó làm cho những cái quả nghiệp của mình, thứ nhất là nó chậm trổ xanh. Khi nó chậm trổ xanh thì tất cả những cái pháp thiện của mình đủ sức để đan một cái thuyền thúng, đủ sức để có cái ghe, đủ sức để có cái xà lan. Thì như vậy đó, khi nó trổ xanh thì chúng ta biết được, chúng ta tiếp nhận nó và nó không quấy rối trong tâm chúng ta. Chúng ta cũng không than trời trách đất với ai cả. Bởi vì cái than nó nằm trong cái bệnh của tâm mình. Cái trách móc nằm trong cái bệnh của tâm mình. Cái đổ thừa cho người khác nó nằm trong cái bệnh của tâm mình. Và như vậy, nếu cái bệnh đó mà nó hiện ra trong tất cả cảnh nghiệp, nghiệp tướng và thú tướng trong cái giờ lâm chung, thì tới đây nè, tới đây thì những cái thuộc về cái nghiệp này nè, nó diễn ra, và khi nó bắt cái cảnh này, nó sẽ truyền ở đây, và nó sẽ truyền qua đây. Thì như vậy đó, cái tục sinh này nó sẽ in bóng, một là nghiệp, hai là nghiệp tướng, ba là thú tướng này, nó in đây và nó thành cái cảnh chủ ở đây. Cái cảnh mà bắt trong cái lúc hấp hối này đây là một trong ba cái cảnh này, nghiệp, nghiệp tướng và thú tướng đây. Và khi đó cái luật của nó mà nó để lại cái tài sản nó chuyển qua đây, thì nó trở thành cảnh chủ trong lúc tục sinh, và nó sẽ trở thành hộ kiếp trong kiếp sống mới. Thấy chưa? Cho nên giữa cái tiền kiếp này và cái hiện kiếp này đây, và trong cái kiếp sống mới này đây, nó là cái dòng chảy coi như là của nghiệp thiện và nghiệp bất thiện. Bây giờ quý vị nắm này rồi ha, thì sư cô bắt đầu giảng ba cái phần này rất nhanh, không có chậm. Đó, ăn thua gì mình nắm được cái căn bản này, cho nên là sư cô cứ
phải giảng rồi dạo đi dạo đi dạo đi dạo lại, còn nếu không á chúng ta nghe phớt qua rất uổng, rất uổng. Bởi vì những cái này nó sẽ làm cho mình hiểu biết và mình xác định kể từ đây trở đi trong tâm mình chọn lựa cái gì. Sự chọn lựa của mình là quan trọng, đừng có quá yếu đuối để lúc nào cũng nương nhờ người khác. Hãy nương nhờ vào trí tuệ tâm linh của mình. Và trí tuệ này chỉ được phát triển qua trí văn, trí tư và trí tưởng. Và đây là thuộc về thánh sản trong cái đời sống tâm linh của mình. Còn mình đi cầu cạnh người khác mà người ta không đủ sức về cái thánh sản này đó, thì chúng ta sẽ nhận được những cái ý kiến về tục sản mà thôi. Và chúng ta đi trên đường đời thì chúng ta nhận những cái ý kiến để làm giàu cái tục sản. Còn chúng ta đi trên đường đạo thì chúng ta phải đi bằng trí văn, trí tư và trí tưởng, và phải nương tựa vào cái sự sáng suốt trong tâm của mình và cái giáo pháp của chính Đức Phật. Bây giờ chúng ta nói tới ba cái phần này, sư cô giảng nhanh đây. Là như chúng ta nói đây đó, hồi nãy chúng ta nói là cái động lực này, tức là cái năm cái động lực này là trong lúc hấp hối đây để chúng ta bắt cảnh, rồi nó đưa tới tử tâm, rồi nó đưa tới cái tục sinh. Là xong cái năm cái động lực này là cái tâm tự nó xuất hiện liền tức thời. Nhưng bây giờ tới cái phần thứ hai đó, nó đi thế này: động lực, hộ kiếp, rồi mới tử tâm. Đây, vì thế nó có cái khoảng cách. Thì như vậy nó sẽ đi thế này. Tới đây là động lực nha, động lực đây. Thì nó không có tâm tử ở đây, mà động lực đây á, nó lại đi cái hộ kiếp. Đi hộ kiếp. Nó có thể một hộ kiếp hoặc nhiều hộ kiếp, nó tùy trường hợp, chứ không phải nhất định một cái, nhưng để một cái để cho thấy thôi. Thì vì thế cái lộ thứ hai nó có cái hộ kiếp. Cái câu hỏi chúng ta đặt ra đó là tại sao nó phải có hộ kiếp? À, bây giờ cái bản vẽ của nó thì quý vị nắm rồi, đúng không? Thì bây giờ sư cô giải thích tại sao mà ở đây nó không có hộ kiếp, nó chỉ có động lực rồi tử tâm. Mà ở đây á là nó đi, thứ nhất nó là động lực, cái thứ hai là đi hộ kiếp, rồi cái thứ ba nó mới tới tử tâm. Tại sao nó xen cái này vô? Là vì khi chúng ta học về sắc pháp á, thì chúng ta hiểu thế này: là một sát na tâm, cái tâm của mình á, nó sống có một sát na thôi. Cái luật của nó có bốn cái tiểu sát na: tiểu sát na sinh, tiểu sát na tiến, tiểu sát na dị và tiểu sát na diệt. Vì cái sự sống của nó diễn ra sinh tiến dị diệt, nhưng mà có một sát na thôi. Cái tâm của mình đó, nó đi trong sinh tiến dị diệt và nó sống một sát na. Trong khi đó đó, đây là danh pháp, còn đây là sắc pháp. Thì nó phải đi trong 17 sát na. Như vậy khi chúng ta chết, cái tâm tử nó xuất hiện ở đây. Tâm tử nó xuất hiện ở đây, xuất hiện chỗ này đây. Nó chết thì nó phải làm sao để cho cái sắc pháp của nó, khi nó chết đó, thì có nghĩa là cái sắc mạng quyền, cái đoàn sắc mạng quyền này, là để nó nuôi cái sự sống của sắc pháp đó, nó phải chết cùng lúc đó. Mà trong khi thực tế của cái đời sống là nó so le, một cái sát na tâm, tâm nó sống một sát na, thì cái sự sống
của một cái sắc pháp khi nó sinh diệt vậy nó phải kéo dài tới 17 sắc. Rõ này chưa? Nhưng bây giờ cái lúc mà nó tử á, nó tử bằng cái tâm, bởi vì chúng ta nhớ rằng cái tinh cha quyết mẹ này, đây là noãn đây, đây là tinh trùng đây, thì khi mà nó cái thần thức nó có mặt, tức là cái dâm nó có mặt, cái hương linh nó có mặt, cái hương ấm nó có mặt, thì nó có đầy đủ ba cái yếu tố này nó mới thành cái thai bào, tức là cái tâm tục sinh nó phải có đầy, nó mới thành thai bào, nó trồng phủ lên này. Thì chúng ta sẽ thấy thế này, khi cái tâm này nó xuất hiện đó, hai cái này nó có cái điểm gặp nhau, gì chưa, tức là cái tinh trùng nó phải xâm nhập vào trong cái noãn được, nhưng nó chưa phải là thai bào, nó mới xâm nhập vô thôi. Thì cùng một cái lúc đó đó, cái tâm tục sinh này, tức là cái thần thích này, cái dông linh này, cái hương linh này, cái hương ấm này, nó kết hợp lại thì nó mới là sinh. Thì bây giờ cái giờ tử của nó đó thì nó phải tử bằng tâm, hiểu không? Nó sinh bằng tâm thì cái tâm này nó hòa nhịp với lại cái yếu tố tinh cha quyết mẹ này, nó thành cái thai bào. Thì cái giờ của nó ra đi, nó sẽ tử bằng tâm, thì cái nhịp sống này nó phải ăn ý với nhau. Đó chưa? Thì bây giờ đây, nói một cách vắn tắt để chúng ta nắm cái khái quát. Là cái tiến trình nó đi như thế này đó, thì chúng ta thấy là khi mà nó đến cái phần mà cái lộ cận tử này rồi đó, thì cái năm cái sát na mà thuộc về động tốc này đó, cái khi nó diệt rồi đó, thì nó làm cho những cái đoàn mà nó sinh ra từ sắc nghiệp, từ sắc thanh đó, thì cái sắc mạng quyền của nó diệt và không sanh lại. Chúng ta nhớ lúc chúng ta học sắc pháp không? Thì nghiệp, sắc nghiệp, tức là do nghiệp sanh ra sắc, đúng không? Thì trong từng mỗi một cái sắc, sắc na đó, thì nó đều có sinh diệt của nó hết. Nhưng mà riêng khi nó tới cái tử này rồi đó, thì cái sắc mạng quyền ở cái sát na đó, nó diệt rồi, nó không sanh lại. Nếu mà nó đó đủ cái lực để nó diệt hết những cái đoàn sắc mặn, những cái sắc mà nó nuôi những cái sắc pháp, đặc biệt là sắc mạng quyền này đây đó, mà cho tới cái giờ cuối này nó còn chừng 3 đoàn đó, thì tử có mặt liền. Còn nếu như nó tới đây mà nó không đủ, nó không có chết hết đó, cái sắc mạng quyền nó không có diệt hết đó, thì bắt buộc nó phải có hộ kiếp phát sanh. Nó phải có cái hộ kiếp đây. À, nó phải có cái hộ kiếp chen vào đây. Để làm chi? Để cái tâm hộ kiếp á, nó lại là cái tâm nó tiếp tục nó trợ duyên cho, nó trợ duyên cho cái sự sống của sắc pháp, cho đến khi nó đi bắt nhịp được cái tâm tử này. Thành ra nó sanh lên để nó trợ duyên. Thấy không? Cho nên quý vị thấy có những người ta hấp hối đó, người ta đi rất là nhẹ nhàng và rất là nhanh. Có người thấy đi đó rồi, rồi sao thấy nó nhịp trở lại, nó tái tới tái lui, tái tới tái lui đó, mà nó rất là vi tế. Những cái thô mình sẽ thấy như thế này, nó không phải là năm cái sát na cuối cùng hấp hối này nó không phải diễn ra một lần, mà nó diễn ra suốt từ ở đây, nó diễn ra rất là nhiều lần. Cái cơ thể mình cứ suy yếu liền, và những cái cảnh này nó đổi hoài. Là do sao? Là do cái tâm của mình nó biến diễn rất là nhanh, cho nên nó đổi cho đến cái đoạn này là cái đoạn cuối rồi. Mà nếu nó làm cái nhiệm vụ đó là nó diệt được cái sắc mạng quyền này đó kịp lúc, thì nó động tóc xong là nó tử. Còn nếu không á thì nó sẽ có hộ kiếp. Mà cái hộ kiếp này nó có cái lạ kỳ thế này, nó có thi tới đây nó một cái rồi nó tử. Thì nó khi đi vào cái tục sinh này là khác. Để khi chúng ta học tục sinh chúng ta nói nha, tại vì bây giờ nói tử nó nhiều quá không có hiểu được, thì nó khác. Còn ở đây nó sanh nhiều đủ nó thì đây nó khác. Cho nên cái giờ cận tử của chúng ta cực kỳ quan trọng, là nhớ rằng đừng nương tựa vào ai cả.
Chỉ khi mình tu tập đó, mình học, mình biết, mình tu tập đó, thì phải nương tựa vào sự sáng suốt của mình thôi. Còn chờ đợi chỉ là đau khổ. Có những người hấp hối hoài không có đi được. Chờ cái gì vậy? Chờ cho đủ mặt con cháu nhìn một lần mới ra đi. Quý vị thấy họ chết bằng cái lộ ngũ mà mắt thấy. Thấy rõ chưa? Thỏa mãn được cái tình cảm ra đi. Có những người hấp hối hoài không chết là bởi vì trong những đứa con đó, có những cái đứa con đó uất ức quá, không chết được, nó cứ kéo dài như thế. Thì quý vị, khi mà nó kéo dài như vậy đó, là những cái hình ảnh mà thuộc về cái ba cái cảnh thuộc loại cận tử này, nó quằn ở trong tâm, cho nên phải giải. Và cái này nè, chúng ta thấy đó, cái người mà bình thường ở trong cái đời sống của cái người Việt Nam mình ở quê đó, làm rất đúng, đúng lắm, đúng trong cái pháp Phật dữ lắm. Là thí dụ như cái người đó họ bệnh nặng, họ sắp chết rồi, họ hấp hối rồi, thì trước đây mình với họ có cái gì xung đột đó, lợi xin lỗi liền, xin lỗi liền, tha thứ cho em, lúc đó em nóng quá, em hỗn quá, hoặc em có mượn tiền em không trả, hay là em có vu oan giá quả cái gì, tất cả gì nói và xin từ cái lúc đó, thì nói xong, nợ nần hay bất cứ cái gì nói cho xong. Rồi trong nhà cũng vậy, con cái, chồng, vợ, tất cả nói với nhau một cái lời chân thật cuối cùng. Để chi? Để giải cái oan trái này. Tại sao vậy? Vì cái người này khi chết rồi đó, thì người ta lại có cái đặc điểm rằng đó, ngay cả người ta ở trong những cái cõi xấu này nè, người ta lại biết hết, biết hết, và nó sẽ sanh ra cái oán hận. Ví dụ bây giờ một người ta đang đi, có một cái người đó thù ở trong cái bụi rậm rút ra đâm người ta chết đi, thì người ta chết ta không biết, nhưng vì người ta chết đó thì người ta lỡn giận đó, và cuối cùng thì người ta biết ai giết người chưa. Thậm chí có người trễ hơn đó, thì cái lúc người ta đẩy cái nắp hòm rồi đó, thì cũng tới để mà xin lỗi. Thì có nhiều khi á, là cái người ta chết rồi thì người ta tái sanh làm ma, người ta còn ở đó, người ta nghe, người ta biết. Người vẫn không bằng cái giấc hấp thôi. Cho nên nói với nhau một cái lời chân thật, hết sức chân thật với nhau để giải đi những oan trái. Bởi vì tất cả những cái gì mà người ta không vui đó, người ta đều chất chứa ở đây hết. Và nó cứ di chuyển như thế trong nhiều đời, nhiều kiếp. Và cái nguy hại trong cái sự di chuyển mà nhiều đời, nhiều kiếp thâm căn cố đế là bởi như thế này. Chúng ta hiểu là cái tưởng của chúng ta đó, cái sở hữu tưởng chúng ta, trước nhất nó có khả năng ghi nhận như một cái camera. Và cái khả năng thứ hai đó, khi nó tiếp nhận, nó chồng chất lên đó, thì cái khả năng mà nó có thể tưởng tượng thêm ra có, hồi tưởng nó có, liên tưởng nó có, và nó có loạn tưởng trong đó luôn. Và vì vậy á, nó càng lúc nó càng nặng. Những cái pháp bất thiện gì nó tâm tối, nó bị che mờ, cho nên những cái tưởng của nó càng lúc nó càng điên đảo. Cho nên bây giờ còn sức khỏe đây, còn danh còn lợi đây đó, lừa đảo nhau, chơi xấu nhau, hại nhau, để ác nhau, người nào yếu phải thua. Nhưng mà người ta càng thua thì những cái ma lực trong tâm người ta càng dữ dội. Và khi người ta chết rồi, người ta có tái sanh xuống những cái cõi mà mình nói là tâm tối nhất, thì cái ma lực này nó lại là mạnh mẽ nhất, và nó có khả năng biết phép. Và cái biết của nó không phải để soi sáng cái tâm tưởng của nó, mà nó biết để mà nó giải quyết cái hận thù. Và đây á, là nó có cái luật của nó, là cái tâm mình cũng y như vậy, chứ không phải mình nói cái ông A bà B ác gì hết trơn á, mà mình nói rằng pháp bất thiện trong tâm mình nó có cái khả năng làm những việc sai trái đó, chứ không phải mình nói người khác.
Học quy diệu pháp là nói cái tâm của chính mình, không có nói cái tâm của người khác, cũng không có chỉ trích cái tâm của người khác. Mà chúng ta đang nói tới những cái pháp bất thiện đây, nó có thể hoành hành trong tâm của chúng ta, và nó sẽ biến chúng ta ra thành những cái thứ khủng khiếp nhất mà khi chúng ta thấy chúng ta sợ, mà bây giờ chúng ta làm chúng ta không biết. Đi bằng con đường như thế. Thành ra đó là chúng ta hiểu này, cái giờ chết của mỗi người đó và cái phút cuối của nó khác nhau đó. Nó đi bằng nhiều lộ, nhiều cách mà. Nhưng cái chỗ này nói thêm một chút để về sau mình không có ngờ là khi mình sanh ra đó thì mình có các cái loại sau đây. Đó là sắc nghiệp, sắc tâm, sắc vật thực và sắc thời tiết. Thì khi tử đó, thì trên nguyên tắc đó là cái tử mà nó mạnh nhất, là để là chấm dứt cái lúc tử đó, là cái sắc mạng quyền cũng phải chết theo đó. Thì trên nguyên tắc là tất cả. Nhưng mà trên thực tế đó, cái phần này là phần chừa lại nè. Cái sắc thời tiết này đó là nó nằm trong tứ đại, tức là đất, nước, gió, lửa. Thì cái lửa này nó là một sắc thời tiết, rõ chưa? Thì chúng ta nhớ thế này, tất cả các cái sắc pháp nó đều hình thành bằng bốn pháp cơ bản là tứ đại. Cho nên khi đó là cái sắc nghiệp, sắc tâm, sắc vật thực này đây, và sắc cái thời tiết này, thì cái lúc mà cái sắc nó hoại thì ba cái trên nó hoại, cái dưới này nó không hoại. Cho nên cái người chết rồi vẫn chịu ảnh hưởng của thời tiết. Nóng quá thì nó thúi nhanh, mà lạnh nó thì nó chậm tiêu hoại, là do sắc thời tiết. Hoặc là nãy nó cứng ngắc rồi, bây giờ nó mềm ra, là cũng do cái sắc thuộc về cái thời tiết đây, tức là nó thuộc về cái quả đại. Thì cái tứ đại nó vẫn hoạt động trên tất cả các sắc pháp. Giờ đây cái sắc thân mình á, thì trong kinh nói nó là khúc gỗ mục. Giờ đây nó y như cái cục đất, y như cục đá, thì có nghĩa là tứ đại đó còn. Cho nên thân tứ đại trả về cho tứ đại, nằm ở chỗ này. Rồi bây giờ cái chỗ này nói thêm chút xíu nha. Trong cái hoạt động của nó thì chúng ta thấy là cái sắc vật thực đó, nó mình không có cho ăn uống được nữa, không có nuôi dưỡng được nữa. Nhưng mà người ta có thể tẩm ướp cái xác ra được. Người ta có thể chích phọt môn vô, người ta có thể ngâm trong một cái loại thuốc gì đó. Thì cái này á, thì trong khi mình học về cái vấn đề mà nó gọi là cái sắc vật thực á, thì chúng ta nói một là nó ăn, hai á là nó tẩm qua da, hai là nó chích vào, thì có nhiều đường. Thì cái sắc vật thực này đó là nơi cái miệng là không còn hoạt động được nữa, hiểu chưa? Nhưng mà những cái tẩm ướp nó vẫn đi vào được, cho nên nó có thể giữ cái sắc này trong cả ngàn năm vẫn được, do những cái cách tẩm ướp. Nhưng đó không phải là cái sắc vật thực còn tồn tại. Vì hiểu cái này sư cô nói không? Sắc vật thực mà nuôi dưỡng mình chánh yếu là bằng cái đường ăn uống thì nó đã diệt rồi. Nhưng mà những phần nó đi qua từ cái chỗ ngâm tẩm, từ cái chỗ chích đưa vào, thì cái ngâm tẩm là chủ yếu. Thì cái này nó giữ lại cái xác đó, nhưng không phải sắc vật thực còn tồn tại. Chỉ duy cái thời tiết thì còn ảnh hưởng mà thôi. Đó. Thì như vậy, nghiệp tạo ra sắc, nghiệp kết thúc, tuổi thọ kết thúc, thì cái sắc nghiệp phải kết thúc. Tâm tạo ra sắc pháp, thì giờ tâm nó đã chuyển đổi, nó đã cắt đứt chỗ đó rồi thì nó hết. Thấy chỗ này không? Rồi, bây giờ chúng ta nói tới cái thứ ba: động lực, mót và tử tâm. Ở đây nó không có hộ kiếp nha, nó không có hộ kiếp mà lại có tâm mót. Tức là sao? Là năm cái động lực này,
thì cái tâm mót nó sẽ nằm đây. Đây. Bây giờ đây nó không có hộ kiếp mà nó đổi lại đây thành cái tâm mót. Là bởi vì khi cái cảnh này nè, cái cảnh mà nãy chúng ta nói cảnh nghiệp, nghiệp tướng và thú tướng đây, nếu mà nó rất là rõ, nó rất là mạnh thì ở đây nó sẽ có tâm mót. Nó sẽ có tâm mót. Để nó trợ giúp cho cái động lực. Và nó xuất hiện như vậy thì sau đó tử tâm mới có mặt. Đó là cách thứ ba của nó. Và đây là cách thứ tư. Nó vừa có tâm mót, nó vừa có hậu kiếp. Rồi mới tới tử tâm. Tức là giờ đây cái chỗ này nè, nó sẽ tăng thêm. Nó vừa có tâm mót, nó vừa có hậu kiếp. Chen vào. Thì cái mót này nó có hai. Còn hậu kiếp này nó có thể một trở lên. Sau đó nó mới tới tử tâm. Thì cái quy luật của nó cũng vẫn như trên. Tức là cái hậu kiếp này nó xuất hiện để nó làm cho cái nghiệp của cái danh pháp là tâm với lại cái sắc pháp đó, nó đồng bộ nhau. Cái khi cái tâm tử này nó xuất hiện thì tất cả cái tử tâm này, tức là danh pháp phải bị cắt mà sắc pháp cũng bị cắt luôn. Nhớ nha, nó cắt luôn. Đó. Và cái sắc thời tiết là nó tồn tại là bởi vì nó còn lại là cái vật vô tri. Cái vật vô tri. Mà như vậy thì tứ đại nó đi về tứ đại. Rồi bây giờ chúng ta nói thêm cái này chút xíu. Tại sao mà khi mà chúng ta thấy những cái nhà ngoại cảm đó, người ta đến cái chỗ đó thì những cái vong linh đó người ta mới chỉ, người ta nói là cái xác của tôi đó, cái lúc tôi chết đó là tôi bị bay mất cái hàm dưới rồi, bây giờ định kiếm cái xương đó, nó không ra. Hoặc là lúc tôi chết tôi còn có một cẳng rưỡi thôi, bây giờ cái xương ống dưới không còn nữa. Như vậy là tại sao? Là đây đó là không phải rằng là cái tâm của người đó nó còn ở trong cái xác này. Nó không phải vậy. Mà lúc đó người đó thành ma. Và nó bám theo cái xác đó. Bám theo cái xác đó. Mà nó cứ giữ chỗ đó vậy, nó sống chỗ đó vậy. Cho nên quý vị thấy nè, cái hồi mà còn nghèo khổ khó khăn đó, khi người ta chết đó, người ta chôn cái hàng nó, cây nó xấu xấu thôi, người ta chôn xuống rồi người ta đắp đất lên thôi, mà như vậy nó mau siêu thoát rồi. Còn bây giờ xây kim tỉnh này ha, một cái hàng rất là đắt giá nha, 100 năm chưa có hoại cái hàng mà gỗ cẩm lai đó, rồi trên đó là xây một cái nhà mồ. Thì cái người mà chết họ thành ma đó thì họ ở đâu vậy? Nó không đi, nó bám vào đó, sống cái nhà thác cái mồ, mồ yên mã đẹp thì nó kéo dài cái sự sống đó, không đi. Và kể cả những cái người ta nằm tới chết ở cái bùi bò cái bụi nào đó, xác không còn nữa mà không rời khỏi cái vị trí chết. Nó có nhiều lý do. Cái lý do thứ nhất là chỗ đó có nhiều người chết. Thì bây giờ khi chết vô cái chỗ đó thì nó giống như nó kết lại thành một cái nhóm mà nó không đi ra được. Cái thứ hai nữa là lúc chết như vậy đó, cái thần thức nó dính vào trong cái chỗ đó, nó ra không được. Thì nó đi không được. Nó bám vào trong đó là do cái ma, do khi chết thành ma. Có những cái
Có những cái nhà ngoại cảm ấy, khi người ta tìm ra có những cái vong linh rất là tội nghiệp. Thì khi hỏi tại sao mà không có rời khỏi đây, thì cái người đã trả lời vậy. Là cái khi tôi giữ một cái nhiệm vụ đó là tôi đến cái khu rừng này, thì tôi phải chốt ở cái địa điểm này, còn những người khác chốt những địa điểm khác. Và tôi giữ một cái giống như là những cái thùng tài liệu đó là mật. Thì bây giờ tôi phải chôn xuống và tôi phải canh giữ khu vực này. Mà bây giờ ấy, chưa có cái lệnh cho tôi ra đi, cũng chưa có giao được cái tài liệu này, thì tôi không thể rời khỏi vị trí. Cho nên lúc đó cái người cúng đó phải nhờ một cái người chỉ huy của cái người này, hoặc là nhân danh cái người chỉ huy đó để mà nói rằng là bây giờ thì mọi việc chiến tranh đã ngưng lại rồi, thì cái tài liệu này không có cần thiết nữa. Và coi như là những cái người mà trong cái đơn vị này đó bây giờ đã trở về cái đời sống bình thường. Hoặc là cái người chỉ huy bây giờ cũng đã hưu trí rồi, mọi nhiệm vụ đã xong rồi, thì bây giờ nói một cái lời để cho người ta biết rằng ta không còn nhiệm vụ đó nữa, thì người ta ra đi. Cho nên cái chết mà thành ma để bám vào là nhiều lắm. Mặc dù quý vị thấy không, có một sát na tử là một nát na sanh, nhưng mà nó đi vào cái con đường mà đau khổ này nhiều quá, mà cái con đường tái sanh này ít quá. Vì sao? Vì một chữ tình lưu luyến thôi, không rời được. Và hãy đọc trong cái tâm mình nè, mình đi ra khỏi nhà một bữa hai bữa đó, ăn ở đâu ở đâu cũng nhớ lại cái giường của mình, cái bếp của mình hết. Thậm chí đi vệ sinh đó, mà cái nhà vệ sinh người ta có sạch hơn cái nhà mình cũng khó đi hơn là cái nhà của mình. Vậy mới thấy cái tâm mình nó bám, vậy mới biết là mình chết rồi, mình mới thành ma, mình ở mãi trong cái chỗ quen thuộc của mình. Đi xa vài bữa nhớ cháu quá, đi xa vài bữa lo lắng cho con quá. Nó đó, mình mới nói ủa, tôi có gì xấu ác đâu, tôi có làm bậy đâu, tôi tốt hết mà. Nhưng mà có một cái, nó là cái cốt lõi của cái việc mà chúng ta đi tái sanh đây. Sau khi tử rồi đó thì nó tục sanh đây, là ở chỗ đó cái tâm bám vào sự sống. Và cái đó nói pháp thế gian nó là một chữ tình, tình yêu thương trong cái huyết thống của mình, tình chồng tình vợ, tình con tình cái, cái tình đối với xóm đường quen thuộc, cái tình đối với chỗ ăn chỗ ở quen thuộc của mình, với cái thói cách quen thuộc của mình không nhả ra được, thì cái tục sinh này nó phải đi vào trong những cái pháp tâm tối của nó. Đây em đi đây, thì cái tục sinh này nó đưa xuống đây, nằm đây. Cho nên ngay từ bây giờ đó, đi xa thử đi, rồi coi cái tâm mình nó lưu luyến cái gì, nó nhớ cái gì, nó bồn chồn cái gì, nó lo lắng gì, nó dính vào cái gì. Có những người không dính vào cái tình đó, nên nó dính vào cái tục sản. Đi về làm ăn thất bại, đi về để về nhà nó quậy không còn cái gì hết, nên nó dính vào cái đó. Mỗi người có nhiều cách dính khác nhau. Trong lớp này sư cô có nói một cái chuyện thật với quý vị rồi đó. Thì sư cô nói là sư cô gặp một cái cô đó, là cô rất là bận rộn, cái gì cô có nhà hàng mà, hai ba cái nhà hàng nữa, mà cổ là chủ chốt, nhưng mà cổ vẫn đi nghe pháp. Sư cô hỏi sao cô rước ra giỏi quá vậy, cổ nói không giỏi đâu sư cô, nhưng mà rõ ràng là được ha. Nói rõ ràng sao, cổ nói vậy nè, cái khi mà con nghe ai tới giảng mà con nói đi, thì con nói với chồng con với mấy đứa con, tại vì chồng với mấy đứa con là cũng là cái thành phần quản lý ở trong đó, cả gia đình đứng ra làm. Cô nói vậy nè, khi mà em đi nghe pháp á, thì anh với mấy đứa nhỏ ở nhà cứ nghĩ rằng em đã chết rồi, tự làm lấy. Ngày đó lời ăn lỗ chịu, còn em trở về có nghĩa là sống rồi đó, là sẽ quản lý.
Cho nên cổ nói là ngày đó mà không thâu tiền hay là bán không được, không quan tâm thôi. Ế ẩm cũng thay kệ. Cổ cho rằng cái giờ đó cổ chết rồi, ai muốn làm gì làm. Cổ nói làm cái tốc độ này, cái kiểu này thì nó cũng chết lẹ lắm sư cô. Cho nên mình tuyên bố mình chết trước vài tiếng đồng hồ đi, để rồi mình sống lại người ta vui hơn. Còn không đó, mình cứ quản lý cho người ta hoài, người ta ỷ lại. Chị thấy không? Đâu có phải mình giúp dễ đâu. Nhưng rõ ràng ở trong tâm của mình thì mình mới làm được. Còn không rõ ràng không làm được. Cho nên đây là tục đế và chân đế đây. Ồ, cái chỗ này nó ân nghĩa mà nó bà con nữa. Người ta cưới vợ gả chồng, hồi đó mình cưới vợ gả chồng cho con mình ta đi đầy đủ hết. Bây giờ nhà nó chơi đi trúng cái ngày Chủ nhật phải đi học pháp đây. Bây giờ đi hay không đi? Bây giờ trong tâm mình nó nói này, cái học pháp rồi nghe trên mạng cũng được. Còn cái chỗ mình không đi người ta giận chết đi. Làm vậy bậy bạ quá nữa, con mình cũng trách mình. Thôi thì đi. Thì cái tiếng nói gì vậy? Cái tiếng nói của chữ tình, của cái tục sản, của cái mà nó ràng rịt nhau trong cái đời sống. Như thế không? Nghe nó chọn con đường đó đi. Đúng quá rồi còn gì nữa đâu. Nhưng nếu cái tiếng nói của thánh sản nó sẽ nói thế này: không có mình đám cưới vẫn vui. Thấy không? Không có mợ thì chợ cũng đông. Thì mình điện thoại qua mình đi trước ngày mình tới mình chúc mừng cho các cháu. Coi như lễ nghĩa mình cũng đầy đủ, mình trước ngày. Rồi cái ngày mình đi nghe pháp mình có phước, mình hồi hướng lại. Thấy không? Để cho vợ chồng của nó có thêm chút phước mà sống êm ấm với nhau. Đường nào nó cũng có tiếng nói hết. Cái tiếng nói của thiện lành nó cũng có lý lẽ của nó, mà cái tiếng nói của tục sản nó cũng có lý lẽ của nó. Như vậy cái vấn đề là chúng ta rõ ràng và sáng suốt trong tâm hay không, để chúng ta mạnh dạn chọn lựa. Còn nếu không thì chúng ta muốn thuận vọng đâu thuận vọng. Cái nào cũng hay hết mà, chứ đâu có cái nào không hay. Cho nên suy nghĩ đi, nó là con đường nè. Đây kể chuyện vui cho nghe rồi nghỉ. Có một cô học lớp này chứ không đâu xa. Thì cổ có đứa con gái khoảng 6 tuổi. Con bé này nó lạ lắm. Nó lên cái chỗ sư cô chơi là nó chỉ muốn đi tu thôi. Lúc đó nó 4 tuổi. Thì bữa hôm đó là cháu của mẹ nó mới gửi giấy mời đám cưới. Thì mẹ nó mới thử nó mà. Mẹ nói: con ơi, anh chị đó nó mời đám cưới, bây giờ theo ý kiến của con đó, mình mua cái quà gì để mình tặng cho anh chị. Nó mới nói á, chuyện dễ à, mẹ lấy cái hình ông Phật đó mẹ tặng đi. Thì mẹ nó mới nói: ai mà làm kỳ cục vậy, ta đám cưới mẹ muốn mua cái quà gì cho nó hay chứ, mà đưa cái hình ông Phật ra người ta nói mình chết. Thôi ý kiến đó mẹ không chấp nhận đâu. Cái nó nói á, mẹ không có hiểu gì hết. Nó đám cưới rồi nó khổ, mẹ tặng cái ông Phật rồi nó hết khổ thôi, chứ tại sao mẹ phải tặng quà? Thấy rõ chưa? Cái căn cơ của nó nhiều đời nhiều kiếp sau thì mình không hiểu. Nhưng mà nó là cái sự thật, nó nói như vậy. Là gì? Khi người ta sống chung, người ta đi trên cái con đường đời, thì cái con đường đó là cái con đường mà người ta phải thọ hưởng những dục lạc ở thế gian này. Và khi cái người này đáp ứng được cái sự hài lòng thỏa mãn với người này thì ngày đó còn cái vui. Mà khi nào không đáp ứng được sự hài lòng thỏa mãn thì ta bắt đầu ta khó chịu, ta bất mãn, và ta manh nha ra cái sự xung đột. Và khi mà ma quỷ nó nổi lên trong tâm người ta rồi đấy, thì không có cái lời lẽ gì, không có cái thái độ gì người ta không dám làm. Cầu nguyện cho tất cả chúng ta đây đều được sáng suốt và rõ ràng trong tâm. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.